Ngày xưa ngày xưa, có một bà quá nghèo khổ sống cùng với cậu con trai. Cậu con trai tên Jack không chịu làm việc vì cậu rất lười biếng, nên họ hầu như là không có tiền. Mẹ ơi, có còn gì ăn không mẹ? Con đói quá rồi. Nhiều ngày trôi qua, họ càng ngày càng nghèo hơn, cho đến khi họ phải quyết định bán đi con bò, một con bò sữa, bởi vì con bò không còn vắt sữa được nữa. Mẹ Jack sai cậu mang con bò ra chợ và bán nó đi với giá tốt nhất có thể bán được. Sau đó họ có thể mua một ít thức ăn để ăn. Trên đường ra chợ, Jack đi ngang qua một ông lão trông khá là kỳ quái. Ông lão nhìn con bò và quay qua nói với Jack: Chào cậu bé, nếu như cậu đưa cho ta con bò, ta sẽ đổi lại cho cậu một thứ rất có giá trị. Jack rất vui khi nghe điều này. Người đàn ông lấy ra 5 hạt đậu từ trong túi. Hạt đậu ư? Nhưng chúng là hạt đậu thần đó. Lúc đầu Jack không tin ông lão, nhưng ông lão cố nài nỉ. Chàng trai, cậu trông có vẻ tốt bụng và thông minh. Hãy cầm lấy những hạt đậu thần này, cậu sẽ không phải hối hận đâu. Tin ta đi. Jack tin lời ông lão và đưa cho ông ta con bò sữa để đổi lấy những hạt đậu thần. Jack rất vui với việc trao đổi này. Jack chạy nhanh về nhà. Mẹ! Mẹ nhìn xem con có gì này. Nhìn thấy Jack háo hức chạy về, người mẹ nghĩ rằng Jack đã bán được con bò với rất nhiều tiền. Nhưng khi Jack đưa ra mấy hạt đậu thần cho bà, mẹ cậu đã rất bực mình. Bà ném những hạt đậu thần xuống đất và bắt Jack đi vào trong phòng. Con phải ở trong phòng cho đến khi mẹ cho phép mới được ra ngoài, và tối nay con không được ăn gì cả. Vào buổi sáng, Jack nhìn ra ngoài cửa sổ và cậu không tin vào mắt của mình. Từ cửa sổ phòng ngủ của cậu, cậu thấy một cái cây lớn rất là nhanh. Đó không phải một cái cây hay một bông hoa khổng lồ, đó chính là cây đậu thần kỳ diệu. Từ cửa sổ, Jack nhảy lên cây đậu thần khổng lồ, bám vào những nhánh cây và các dây leo xoắn vào nhau như những bậc thang, và cậu bắt đầu leo lên cây đậu thần. Sau một lúc, cậu đã đặt chân đến một nơi rất kỳ lạ. Mọi thứ xung quanh lớn hơn bình thường rất nhiều. Cậu thấy một lối đi đầy hoa và một căn nhà rất lớn ở cuối con đường. Jack đến chỗ căn nhà và gõ cửa. Một người phụ nữ khổng lồ trả lời: Cháu muốn hỏi là bà có gì cho cháu ăn hay không ạ? Ừ ta có, nhưng cậu phải đi khỏi đây trước khi chồng ta quay trở lại, bởi vì ông ta thích ăn thịt trẻ con và ông ta có thể ăn thịt cậu. Tất nhiên là Jack có chút sợ hãi, nhưng mà cậu cũng rất đói. Ngay khi cậu vừa ngồi vào bàn để ăn một miếng, cậu nghe ai đó nói chuyện ở bên ngoài với giọng trầm trầm. Phê phi phô phông. Ta ngửi thấy mùi con nít, không quan tâm là ăn tươi hay nấu chín, với ta là không bao giờ đủ. Người phụ nữ gọi Jack lại: Hãy trốn ngay vào lò nướng nhanh đi cậu bé. Vừa lúc Jack trốn vào lò nướng, gã khổng lồ vào bếp và bắt đầu ngửi xung quanh. Ta nghe có mùi trẻ con. Ông nói cái gì vậy hả? Chắc là ông ngửi thấy mùi thịt, vì hôm nay tôi làm cho ông mấy con mèo. Sau khi gã khổng lồ ăn xong bữa tối, gã ngồi đếm những đồng tiền vàng. Sau một lúc,
vì gã đếm tiền vàng mệt quá cho nên cảm thấy buồn ngủ. Jack bước ra từ lò nướng và cắp lấy túi vàng. Cậu ném ngay túi vàng xuống phía dưới cây đậu thần và treo xuống bám chặt vào cây đậu thần. Cậu tìm cái túi đựng tiền vàng mà cậu đã ném xuống và chạy về nhà ngay lập tức. Khi mẹ cậu thấy những đồng tiền vàng, bà rất vui. Từ nay về sau, họ sẽ không còn phải nghèo đói nữa. Nhưng vài tháng sau trôi qua, những đồng tiền vàng họ có rồi cũng hết. Không còn cách nào khác, Jack lại trèo lên cây đậu thần để đến nhà gã khổng lồ. Lần này, bà vợ gã khổng lồ có chút nghi ngờ với cậu bé. Lần trước cậu ở đây thì chúng ta đã mất đi một túi vàng. Nhưng mà bà vẫn chào đón cậu bé và mời cậu vào nhà. Không lâu sau, gã khổng lồ trở về nhà. Ta ngửi thấy mùi trẻ con. Ta không quan tâm là ăn sống hay nấu. Vậy ta là không bao giờ đủ. Nghe giọng điệu của gã khổng lồ, Jack nhảy ngay vào lò nướng một lần nữa. Sau khi ăn tối xong, gã khổng lồ nói bà vợ mang cho gã con gà của gã. Khi bà vợ mang con gà ra, thì gã kêu con gà đẻ một quả trứng. Jack hết sức ngạc nhiên khi con gà lại đẻ ra quả trứng vàng. Và khi gã khổng lồ vào phòng nằm nghỉ, thì Jack bước ra khỏi lò nướng và cắp lấy con gà và chạy thật nhanh về chỗ cây đậu thần. Nhờ con gà đẻ trứng vàng, Jack và mẹ lại có cuộc sống sung túc trở lại. Nhưng sau một thời gian thì Jack quyết định thử vận may lần nữa và lại bắt đầu trèo lên cây đậu thần. Lần này cậu vào thẳng trong nhà mà không xin phép bà vợ và nấp đằng sau cái chậu bằng đồng. Một lát sau, gã khổng lồ về nhà. Ta ngửi thấy mùi trẻ con. Ta không quan tâm là ăn sống hay nấu. Với ta là không bao giờ đủ. Lần này bà vợ gã khổng lồ quyết định để Jack bị bắt lại. Nếu có một đứa trẻ ở đây thì chắc là nó trốn ở trong lò nướng. Tất nhiên là lần này Jack đã trốn vào chỗ khác rồi. Gã khổng lồ và bà vợ quyết định tìm cho bằng được đứa trẻ. Nhưng dù tìm khắp nhà thì họ cũng không tìm ra được cậu. Sau bữa tối, gã khổng lồ đặt một cái đàn hạt bằng vàng lên bàn và gã yêu cầu nó chơi nhạc. Đàn hạt chơi bài hát ru nên gã khổng lồ chìm vào giấc ngủ. Ngay lúc đó, Jack biết rằng cậu không cần thứ gì khác trên thế gian này ngoài cây đàn. Để làm được điều này, cậu trèo lên đầu gối của gã khổng lồ đang ngủ, trèo lên bàn chỗ có cây đàn hạt. Nhưng mọi việc không như cậu nghĩ. Cứu! Cứu tôi! Đàn hạt la lên, Jack nhảy xuống bàn với cây đàn hạt phía sau lưng. Gã khổng lồ thức giấc và bắt đầu rượt đuổi cậu. Jack trượt xuống khỏi cây đậu thần nhanh hết sức và gã khổng lồ theo sau. Khi về đến nhà, Jack gọi mẹ mình. Mẹ ơi, nhanh nhanh lên, mang cho con cái rìu đi. Cả hai bắt tay vào chặt cây đậu thần. Và cuối cùng, cây đậu thần cũng đổ xuống. Và tất nhiên là cả gã khổng lồ cũng té xuống đất gây một tiếng động lớn. Và họ đã thoát khỏi gã khổng lồ. Ôi trời ơi, chúng ta thoát được rồi. Bọn họ đã an toàn, nhưng Jack lại rất hối hận với những gì mình đã làm.
cậu suýt mất cả mạng sống vì lòng tham của mình. Cậu hứa với mẹ là sẽ không bao giờ lấy của ai bất cứ cái gì nữa, và cậu cũng sẽ làm việc chăm chỉ từ giờ trở về sau. Và kể từ đó, Jack và mẹ mình không còn nghèo khổ nữa. Đúng vậy, họ đã có con gà đẻ trứng vàng giúp đỡ. Nhưng Jack thì cũng không bao giờ ngừng làm việc. Một hôm, anh nông dân Kobe đi ra ngoài đồng nhưng không thấy vui vẻ. Bởi vì mặc dù là mùa hè, nhưng cánh đồng của anh ta vẫn không cho một cây hoa màu nào. Ôi, ruộng của ta lại không có gì để thu hoạch rồi. Ta phải làm gì bây giờ đây? Nếu không có gì để bán trong vương quốc, ta sẽ gặp rắc rối mất thôi. Một ngày nọ, khi Kobe chuẩn bị dừng việc cuốc xới đất trên thửa ruộng cằn cỗi của mình, bỗng nhiên cuốc của anh ta va vào một vật cứng. Hả? Cái gì thế không biết? Tiếp tục đào lên, anh ta phát hiện đó chỉ là một cái lu. Sao cái lu này lại ở trên ruộng của mình kia chứ? Chả có gì bên trong cả. Hả? Gobi rất thất vọng vì đã tốn bao công sức nhưng lại không được đền đáp. Anh ta bỏ cuốc vào chiếc lu, về ra gốc cây nằm nghỉ ngơi. Một lúc sau, khi anh ta quay lại lấy cuốc để về nhà, thì chợt thấy trong lu có đến 100 chiếc cuốc nữa. Cái gì? Sao chuyện này lại xảy ra được? Tôi chỉ có một cái cuốc thôi mà. Gobi đổ hết cuốc từ trong lu ra, rồi đặt chiếc xẻng của mình vào trong. Nhưng chuyện gì thế này? 100 chiếc xẻng khác ngay lập tức xuất hiện trong lu. Chẳng lẽ cái lu này là một cái lu thần kỳ sao? Ai mà ngờ được cơ chứ. Gobi vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Anh ta đem cái lu về thẳng nhà mình. Anh hào hứng đặt thử một quả trứng gà trong lu và rời đi. Chẳng mấy chốc, chiếc lu đã đầy trứng. Thật không thể tin được vào mắt của mình luôn đó. Sau đó, anh ta cho táo và bánh mì vào lu. Chiếc lu thần kỳ đã đem đến cho Gobi thêm hàng trăm quả táo và bánh mì. Bây giờ ta không cần lo về thửa ruộng cằn cỗi kia nữa rồi. Ta vẫn có thể mang số hàng hóa được nhân lên để ra chợ bán. Mỗi ngày, Gobi mang hàng hóa được nhân lên ra chợ và thử tạo ra hàng hóa mới mỗi ngày. Ngày thì quần áo, hôm sau lại bán rau, ngày khác nữa thì bán đậu. Bất cứ thứ gì anh ta cho vào chiếc lu thần, nó sẽ được nhân lên. Những tiểu thương khác thấy vậy thì rất ghen tị với thành công của anh ta và kêu ca với một tên lính của nhà vua về Gobi. Ngày hôm sau, tên lính bí mật theo dõi Gobi. Buổi sáng, Gobi đặt một con gà con vào chiếc lu. Một lúc sau, hàng trăm con gà con ra khỏi lu. Tên lính kinh ngạc không thể tin vào mắt mình. Hàng trăm con gà con chạy khắp nhà Gobi. Một con chẳng may ngã vào trong chiếc lu, nhưng lên thêm hàng trăm con gà khác. Thậm chí có con gà nhảy lên đầu Gobi và dưới ghế bàn ăn. Tên lính lập tức chạy về nói cho nhà vua những gì anh ta thấy. Nhà vua liền ra lệnh đưa Gobi và chiếc lu thần vào trong cung điện. Gobi đến trước mặt nhà vua và liền bị nhà vua tịch thu chiếc lu thần để làm tài sản cho vương quốc. Gobi lúc đó thấy rất buồn. Để ta xem xét kỹ hơn về chiếc lu thần này, nó sẽ làm giàu cho ta. Nhà vua đến gần chiếc lu thần và cúi đầu vào trong. Bỉ hả, làm ơn hãy cẩn thận. Nhưng không may, nhà vua bị trượt chân, ông ta không thể giữ thăng bằng và ngã vào trong chiếc lu. Ôi không, nhà vua đã ngã vào trong lu rồi. Ôi trời ơi. Chỉ sau vài phút, có thêm 100 vị vua xuất hiện.
Những tên lính bối rối không biết phải tuân theo lệnh ai. Các vị vua chiến đấu với nhau để giành lấy Na Vàng, ai cũng tự xưng mình là vua thực sự. Ta chính là vua, không là ta. Ta mới là vị vua thật sự ở đây. Không, ta mới chính là vị vua thật sự đây. Im đi, ta là vua ở đây. Khi nhận ra chiếc lưu thần này có thể gây nguy hiểm như thế nào, anh ta đã lén ra khỏi cung điện trong lúc rối ren và không quên mang theo chiếc lưu đi. Anh ta đi thẳng đến một vách đá và ném chiếc lưu thần ra khỏi vách đá. Chiếc lưu tan rã thành nhiều mảnh và biến mất. Kể từ ngày đó, cánh đồng của Gobi lại bắt đầu trồng trọt. Và Gobi hiểu rằng đất đai trở nên phì nhiêu không phải nhờ phép thuật mà là nhờ sức lao động, và anh ấy đã sống trong sự giàu có mãi mãi. Ngày xưa có hai chị em, một trai một gái, sống ở trong một thị trấn nhỏ. Tên cậu bé là Harry và cậu rất nghịch ngợm, và tên cô gái là Sally. Cô ấy rất thông minh nhưng cũng hơi đản trí. Harry và chị gái Sally rất nghèo. Hàng ngày họ thường đi ngủ với cái bụng trống rỗng vì không có gì ăn. Mỗi đêm cái dạ dày trống rỗng cứ nhộn nhạo làm họ thực sự khó để mà ngủ được. Một ngày nọ, Sally đói bụng. Bụng cô ấy không ngừng kêu. Mấy ngày nay cả hai chị em đã chẳng ăn gì rồi, đói quá đi. Sally muốn ra khỏi nhà, đi dạo trong công viên để quên đi cơn đói bụng. Cô mang theo một bình nước bên mình. Một lát sau, cô muốn uống một chút nước và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, ngay khi ấy, một bà lão trong bộ quần áo rách rưới xuất hiện trước mặt cô. Bà lão từ từ bước đến gần Sally. Cô gái, cho tôi xin một ngụm nước. Tôi đã không được uống một giọt nào trong mấy ngày rồi. Làm ơn đi, tôi khát. Dân, đây à, bà có thể uống bao nhiêu cũng được à? Sau khi bà lão uống nước, bỗng biến thành một nàng tiên trẻ đẹp trong tích tắc. Một nàng tiên? Tôi muốn cảm ơn sự giúp đỡ của cô gái xinh đẹp. Nào, hãy ướp một điều gì đó đi. Thưa nàng tiên, tôi và em trai Harry rất nghèo và đói nhiều ngày. Được rồi, hãy nhìn trên bàn ngay khi cô trở về nhà. Ở đó cô sẽ thấy một chiếc bát thần. Một chiếc bát thần sao? Phải, hãy nói bát thần nấu một bữa ăn nóng, và nó sẽ nấu cho cô một bát cháo ngọt. Khi cô nói dừng lại, bát thần tôi no rồi, nó sẽ ngừng nấu. Bây giờ cô và em trai sẽ không bao giờ đói bụng nữa đâu. Cảm ơn rất nhiều, nàng tiên. Này cô bé, đừng quên câu thần chú cho chiếc bát thần đó nhé. Sally chạy về nhà. Thật vậy, như nàng tiên nói, có một chiếc bát trên bàn. Chị ơi, cái bát lạ mắt này ở đâu ra vậy? Không phải đâu Harry, bát thần, đây là một chiếc bát thần đó. Được rồi, nhưng mà một cái bát rỗng thì có thể thần kỳ cỡ nào chứ? Hãy im lặng và hãy coi nào, bát thần nấu một bữa ăn nóng. Sau câu thần chú, cái bát đột nhiên nóng lên và bắt đầu nấu cháo ngọt. Nhưng điều này là sao vậy? Sao có thể như vậy được? Chiếc bát quả là thần kỳ. Vậy thì chúng ta sẽ không còn bị đói nữa. Harry và Sally đã ăn không phải một hay hai, mà là 10 đĩa cháo ngọt. Và cuối cùng khi chúng đã no, Sally đã nói câu thần chú để chiếc bát không làm cháo nữa. Ồ, cuối cùng thì chị cũng no rồi. Món cháo này rất ngon. Em có thể ăn món cháo này mỗi ngày. Thật vậy, Sally và Harry đã ăn cháo ngọt trong nhiều ngày và không bao giờ chán mùi vị của nó. Một ngày nọ, trước khi Sally ra ngoài, cô muốn nói với em trai Harry của mình cách ngừng chiếc bát nấu. Harry, chị phải nói với em một việc rất quan trọng. Qua đây nào. Harry tản lời chị gái mình và không tới. Vì vậy Sally đã tìm đến cậu ta.
Nhưng ngay khi đó, cô quên mất mình đang định nói gì rồi. Bởi vì cô rất hay quên. Có chuyện gì vậy? Sao chị lại đứng đó? Em đang ngủ mà. Chị định nói với em một việc rất quan trọng, nhưng mà... Chị quên hả? Đúng là đản trí, não cá vàng. Đừng xấu tính như vậy, Harry. Dù sao thì chị đi đây. Nhưng ngay khi ra ngoài, Sally nhớ ra cô phải nói với em trai mình việc gì. Bây giờ mình mới nhớ ra mình phải nhắc nó cách ngăn chiếc bát thần kỳ mới được. Mà thôi, Harry sẽ không thức dậy cho tới khi mình về đâu. Thế nhưng, Harry đã thức dậy ngay khi cô bé đi vắng. Đứng dậy ra khỏi giường và đi đến chiếc bàn vì cậu ấy rất đói. Bác thần, hãy nấu một bữa ăn thật là nóng. Chiếc bát thần bắt đầu nóng lên ngay lập tức. Ngôi nhà lại thơm mùi cháo ngọt. Harry đã ăn một đĩa lớn cháo ngọt và muốn ngăn chiếc bát thần nấu. Tôi ăn quá nhiều rồi, tôi nghĩ như vậy là đủ cho bữa sáng rồi. Dừng bát, không nấu, dừng lại tôi no rồi. Nhưng chiếc bát thần vẫn không ngừng nấu, bởi vì nó không phải là câu thần chú ngừng lại. Tôi đã nói là dừng lại, bát đĩa dừng lại. Chiếc bát thần kỳ đã không dừng lại, nó tiếp tục nấu cháo ngọt. Không được, mình phải làm gì bây giờ? Cái bát không chịu dừng lại, mày đang làm gì vậy? Mày đang gây ra rắc rối đó. Không cần biết Harry nói gì, cái bát vẫn nấu cháo ngọt. Và lúc Sally trở về nhà, gần như cả nhà đã đầy cháo ngọt. Chắc là em trai của mình bây giờ vẫn chưa thức dậy. Về giờ mình sẽ nấu cho nó một món cháo thật là ngon. Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khi Sally không thể mở cửa nhà, cô ấy đã nhìn vào cửa sổ. Và cô đã thấy cả nhà cô bây giờ nhớp nháp đầy cháo. Vì cậu em trai Harry không thể ngăn nổi cái bát đang nấu. Ôi, thật kinh khủng, Harry. Ôi, chị ơi, giúp em với, em sẽ ngã mất. Dừng lại, bác thần, tôi no rồi. Sau câu thần chú của Sally, và cái bát cuối cùng cũng ngừng nấu cháo. Vì vậy, Harry đã được cứu khỏi chết đuối trong cháo. Ha ha, hey, yeah, ha. Cảm ơn chị. Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì với tất cả món cháo ngọt này đi? Nó đã chảy ra đầy nhà luôn rồi nè. Sally có một ý tưởng tuyệt vời. Cô lập tức đi và gọi những người hàng xóm nghèo khác trong xóm. Mỗi người trong số họ xếp hàng bên ngoài nhà của Sally, trong khi Harry đổ đầy những bát cháo thơm ngon. Sally đưa chúng cho những người hàng xóm đói khổ và nghèo khó của họ. Thật sự cảm ơn cô rất là nhiều, đã cho chúng tôi no bụng. Ôi trời ơi, ngon quá đây. Harry và Sally rất vui khi được giúp đỡ những người nghèo khổ như mình. Thật tuyệt khi giúp đỡ những người hàng xóm đang nghèo khó của họ. Sau đó, một người đàn ông già coi bộ nghèo khó tới chỗ họ. Ồ, thật vậy ư, một bát cháo thần kỳ. Tôi đã đi bộ mấy ngày nay để kiếm miếng ăn cho vợ con. Tôi đã cảm thấy rất mệt. Làm ơn, hãy cho tôi chiếc bát thần này, tôi đem về cho nhà tôi có được không? Chúng ta phải làm gì bây giờ đây? Nếu chúng ta đưa cho ông ta chiếc bát, cả hai chúng ta sẽ chết đói. Đừng nghĩ như vậy, Harry. Con của ông ấy đang đói, mà trẻ em thì không nên bị bỏ đói như vậy đâu. Lấy chiếc bát và mang về cho gia đình của ông đi. Vào lúc đó, người đàn ông đã biến thành một nàng tiên trẻ đẹp. Nàng tiên, chính là nàng tiên đã giúp tôi nè. Hai người đã làm cho ta thực sự thấy vui đó, Harry và Sally. Các bạn đã cho những người nghèo sống trong thị trấn ăn và giúp đỡ người đàn ông có con đang đói bụng. Để đền đáp công ơn của các bạn, hai người có thể giữ lại chiếc bát cháo thần mãi mãi. Hai bạn xứng đáng với nó. Thật sao? Tuyệt vời. Mỗi ngày kể từ khi đó, Harry và Sally tiếp tục phát cháo cho những người nghèo trong thị trấn. Tấm lòng rộng lượng của họ đã trở nên ngọt ngào như cháo mà họ đã chia sẻ. Khi họ nhìn thấy trẻ em được hạnh phúc, trẻ nhỏ và người già no bụng,
họ cũng sống cuộc sống hạnh phúc và bình yên.